Sáng nay tại công viên khu phố 5, phường Hiệp Thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội môi trường với chủ đề Phụ nữ đất thủ, hành động vì thành phố không rác. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động hội viên phụ nữ hưởng ứng Ngày hội môi trường, chủ đề Phụ nữ đất thủ hành động vì thành phố không rác, tuyên truyền hội viên cùng hưởng ứng tiêu chí xây dựng thành phố không rác, tham gia bảo vệ môi trường, tiên phong đi đầu trong phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng địa phương xanh sạch đẹp, văn minh hiện đại. Bên cạnh đó, hội còn ra mắt tổ tình nguyện vì một thành phố không rác, phường Hiệp Thành. Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã trao hỗ trợ đỡ đầu hàng tháng cho hai trẻ mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi, trao 150 bộ vải áo dài trắng cho nữ sinh nghèo khó khăn, vận động xây dựng và trao tặng sách, tủ sách tri thức, khơi nguồn văn hóa đọc cho chi hội phụ nữ khu phố 5 phường Hiệp Thành. Trong ngày hội môi trường cũng đã diễn ra các hoạt động như tổ chức hội thi vẽ, thiết kế bìa sách, chủ đề Vì một thành phố không rác, tổ chức chương trình Đổi rác thải lấy cây xanh, tổ chức chương trình Em vui chơi, em sáng tạo và các gian hàng ẩm thực phục vụ người dân đến vui chơi, giải trí.